làm việc cuối năm phải không? Ừ, làm việc cuối năm. Mất với ta. Cho thôi em gái. Đây à. Đây à. Rồi cho thôi một cái. Không. Nhận nhau cho anh bắt tay em cái nhận. Dạ. Dạ. Nhớ nha. Nhớ những lời anh dặn. 5 năm hoặc là 10 năm sau khi mà anh đã trở thành một huyền thoại thì khi anh quay trở lại đây thì hai em mình vẫn là bạn bè. Anh em mình vẫn ngồi đây. Vẫn ngồi đây, vẫn là bạn bè. Mấy quán này còn bán không? cái ghế này rất là quen thuộc. Đúng rồi. Ủa, nhớ ghế mình này, ngồi đây mình 50 năm sau thì giống quen quen ta. 5 năm sau anh giàu anh quên mình hết. Ừ. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là một ngày làm việc cuối cùng của Phước Trường và anh Bùi Đức Tâm. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 rồi. Có Mr. Meta xíu trả tiền cho Mr. Meta. Hôm nay có những khách mời như Thiên Hạ Official, rồi anh Nguyễn Quốc Đạt và anh Phan Trung Nhật là những anh em ngồi đây tọa đàm và chia sẻ với nhau một ngày buổi sáng trước khi anh em mình chia tay. Kênh của Phước Trường là xíu và trả tiền cho Mr. Meta nha. Mr. Meta với lại Thiên Hạ Official giờ view cao quá rồi. Dạ kẻ không à. Với kênh Cành Ai Xí Mội nữa. Đó. Còn những kênh mới nổi như Cành Ai Xí Mội hay là Cóc Nhà TV hôm nay bắt đầu nó mới dậy sóng. Các bạn hãy đón xem những video thật là hấp dẫn sắp tới của Cành Ai Xí Mội và Cóc Nhà TV nữa nha. Trong khi đó có Mr. Meta và Thiên Hạ Official thì giờ đang nổi quá. Bây giờ mình làm cái gì về Long An anh quay cái cá đúng không? Bắt cá đó cũng nhiều người xem lắm thiệt. Anh nhớ cái clip mà hai cái thằng nhóc mà nó ăn ốc không? Trong cái rừng, nó vô rừng nó ăn ốc, ốc bu á. Sau đó nó giận à? Ờ, nó giận, mấy cái clip đó nó quay. Sau đó nó giận à? Kinh khủng luôn á. Mình cứ làm những cái gì đời sống sinh hoạt nó thấy tự nhiên hấp dẫn á. Tại vì có những cái ví dụ, nói ví dụ nè. Ở Sài Gòn này có những đứa trẻ thì mình nói là uống hơi, uống cà phê điều kiện đầu này vui chơi nó sẽ đầy đủ hơn, nhưng cái tuổi thơ nó sẽ không có như nè. Cái súng chuối em biết không? Cái súng chuối nè, đá bù lòi nè, ngay cả anh nói là đá bình bát á, hỏi nhiều khi mấy bạn cậu nghiệp nó không biết một con kè, nhưng mà bù lại được vô mấy công viên, vô siêu thị, vô những cái gì nó hiện đại hơn. Anh nói là ăn cái đá bình bát phải quăng cái cùi xuống đập cái bẹp cái dằn đi, hỏi bộ đá bình bát là gì? Hoặc là thục trái bù lời. Cái bù lời đó là những trò chơi dân gian, đánh gồng rồi kia, đánh gồng u đầu quậy gì. Là vì anh làm một cái story những trò chơi dân gian của tuổi thơ. Đúng rồi, mình làm tất cả dân gian luôn. Đúng rồi. Thì mà ở mấy đứa trẻ Sài Gòn nhiều khi thích nó vô nó coi, nó biết à tuổi thơ thì cũng sẽ có những cái trò chơi vậy. Làm tập 10 tập. 10 tập. Nhưng mà so le ra. Làm cái đụng đỉnh rồi, làm cái một bông rồi này kia, rồi làm thuyền chuối. Làm bè chuối á, bè chuối đi chơi cũng vui lắm. Đúng rồi. Mấy trò chơi dân gian. Bè phao, bè chuối. Thì nói chung là tại vì nó dẫn nhà nít ở dưới quê không có tiền cho nên cứ tận dụng cây nhà đã vừa. Có gì chơi đó, có đúng chuối cho chuối. Có bù lợn cho bù lợn. Cái đó người ta mới xem. Đó. Cái đó nó mới hay. Quê là đủ thứ trò đi. Đúng rồi. Quê nhiều lắm. Anh có hai cái tình huống để vài bữa anh quay á. Tình huống thứ nhất là bây giờ anh ở lại là ở cái địa bàn anh á. Là người ngoài hành tinh đó, nó bay. Ghê. Bay dưới bay, nó bay vòng, bay dưới bay, nó hoài luôn. Mà chưa ai bắt được. Anh về là bắt đầu anh sẽ bắt, tại vì anh có thằng bạn làm ở bên cái cục radar đó. Cục radar. Nó liên thoại. Cục radar đó là vậy. Hút sóng cái thú. Có người ngoài hành tinh luôn hả? Anh sẽ bắt người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh đang bay trong khu vực anh. Dạ bữa anh. Dạ bữa anh sẽ bắt. Mà các bạn, nói chuyện có khác. Các bạn muốn biết mà anh bắt người ngoài hành tinh như thế nào thì đăng ký vô kênh Cành Ai Xí Mội với kênh Cốc Nhà nha. Anh sẽ chỉ Cốc Nhà cách bắt người ngoài hành tinh. Bắt luôn hả? Bắt người ngoài hành tinh. Bây giờ có thể bật mí nhẹ được không, hay là giăng lưới nó hay là sao? Không, cái vấn đề đó mình bắt như thế nào phải để khán giả coi. Ồ, tò mò ghê ta. Tò mò. Anh chuẩn bị bắt người ngoài hành tinh. Các bạn nghe không? UFO. UFO. Ở Mỹ người ta bắt còn không được, bây giờ chúng ta chuẩn bị coi là Cành Ai Xí Mội bắt như thế nào ha. Bắt người ngoài hành tinh. Với lại thêm cái gì nè, bữa hổm á anh là đạo diễn nó chuyện xạo quá. Bữa hổm anh thấy ta nói sao? Ta nói con trâu là đậu cơ nghiệp. Đúng rồi. Mọi lần hồi đó mình cứ anh về quê là thấy là bắt đầu ngó á, rồi là bắt đầu ngó đi cài á, cái đi anh cũng tự đem bó ngò ra rồi à. Nước sôi ra luôn trâu cài, mà bây giờ về anh thấy toàn là máy cài không còn nữa. Bây giờ thất nghiệp. Anh mới ngồi hỏi anh chú anh là bây giờ
giữa cái máy cài này với con trâu ai mạnh hơn. Anh thì anh bắt cái máy cài, tại vì nó là cái máy cài động cơ, mà ổng nó trâu lì lắm. Đúng rồi. Bây giờ anh với ổng là bây giờ thách nhau là vài bữa là anh để chiếc máy cài với trâu, là để cái dây chỉ giữa kéo co là hai bên. Kéo cái nào hết xăng trước? Có máy cài để số 1 chạy, trâu bên này quất, hai trâu quất. Để kéo co mà ai là sẽ thắng. Cuối cùng chào ba em, chào thầy. Bữa quý vị muốn biết, muốn biết là phải cũng coi kênh Cành Ai Xí Muội và Góc Nhà TV nữa. Beta beta nữa. Beta beta. Thiên Hạ Official có quay không? Dạ à, vừa đã đi quay. Thiên Hạ Official quay cho tôi luôn. Quay lắm, mày quay vui lắm. Tập beta. Nhà cụ ruột anh là nhà nghe chủ nhiên cánh rừng á. Ngày xưa là rừng. Ngày xưa nhỏ đi là rừng. Sau đó là cọp, beo đồ tùm lum lá đó. Dạ bữa về đó anh bắt cọp cho em coi. Trời, bắt cọp luôn hả? Bắt luôn hả? Có con. Mấy con anh, mấy con? Cứ tiểu bộ đó, mèo á. Bắt cọp. Không, bắt cọp đàng hoàng. Cọp rồi bắt đàng hoàng chứ. Xưa giờ một tay bắt cọp, một tay bắt cọp. Bắt cọp. Hai tay đều bắt cọp. Giờ Nhật người đọc coi, một tay bắt cọp. Một tay bắt cọp, hai tay bắt cọp. Ừ. Tay bắt cọp, hai tay bắt con cọp. Đó, bắt hoài bắt được luôn. Lớn không dính lộn. Lớn không dính lộn. Lớn không dính lộn. Ở chỗ em đi về trường á, chỗ quê em đi trường Tâm có cái ngôi nhà ma á. Em tính về trường về đó quay ngôi nhà ma lại. Ngôi nhà ma Long Hải đó, ừ. Em quay rồi đó. Không, bây giờ mình quay, mình làm lại đàng hoàng. Dựng luôn à? Dựng lại đàng hoàng. Dựng không? Như nè, có gì quay đó. Bây giờ anh đối với em là tụi em đang ngồi đây là cà phê gì? Cà phê gạch. Tại sao nó kêu là cà phê gạch? Tại vì nó có gạch. Đúng rồi. Gạch nhiều. Tên mà nói thôi, nó thích cái đặt rồi thôi. Ở đây nói nhiều quá, nó cho anh gạch đó. Ừ. Chạy, chắc nói em Hai Phượng. Nó biết trước là sẽ có phim Hai Phượng là anh gạch. Cà phê của em gạch. Mày ngói bằng gạch. Đúng không? Còn vô cà phê gỗ, mà thấy nó làm bằng gỗ không? Cà phê nhà gỗ, ủa sao cà phê gỗ, ủa cà phê xoay bằng gỗ hả? Không, cà phê coi thì có cá coi đúng không? Cà phê cá coi, vô có cá coi. Cà phê giỏng là có giỏng quá trời. Cà phê gưới. Cà phê gưới có cái gì? Cà phê gưới có gưới. Cà phê gưới có gưới. Mà cái điều đặc trưng anh nói anh đi quay phim đi đâu chỗ nào cũng thấy đặc trưng, đó là giống như cái thông điệp luôn. Cái quán cà phê đó, trước quán có hai cây dừa. Hầu như hay sao? Hầu như hay sao? Hầu như luôn. Em cứ nhìn ở trước mà có quán mà có gì cây dừa kiện á. À. Dừa kiện. Dừa kiện, dừa hay cây cao. Dừa kiện giống cây cao á. Tại đó đó. Cái dừa kiện với là có cái đèn chớp chớp chớp. Dạ đúng rồi. Là cà phê gửi đó. Đó là nó đó. Là cà phê đó. Cái đèn chớp chớp là ở miền Tây. Miền Tây là chuyên gia cái đèn chớp chớp. Đợt đi Cà Mau đi vô sao em hỏi em bạn đợt đó hỏi em bạn đó mấy năm về trước mình đâu biết đâu, trong quán nào có đèn phê chớp. Hôm nào mình làm cái đó đi rồi đi nữa khám phá con đường cà phê chớp hỗ trợ đi thở thở gian đường rồi Tân Sơn đó quán trời đó. Ngày xưa lúc em mới lên Sài Gòn là khu Thanh Đa, khu Bình Quế Thanh Đa. Bây giờ tụi em muốn đi á, tụi em xuống đường Lê Văn Khương. Nhà anh Khương hả? Lê Văn Khương. À. Tưởng vô nhà Khương Dừa chứ. Không, nhà anh Khương Dừa thì ở dưới Bình Chánh. À Bình Chánh. Còn tụi em đi Lê Văn Khương qua cầu Dừa. Rồi. Có uống gì đó hả? Có cầu Dừa. Đi qua cầu Dừa. Đi đường Lê Văn Khương qua cầu Dừa. Đi cầu Dừa chuẩn bị tới Đặng Phúc Vĩnh á. Gần nhà chú Sáu hả? Nhà chú Sáu bên Bình Mỹ. Chạy tới xíu tới rồi. Cứ đi đường Lê Văn Khương qua cầu Dừa thì cái tên anh Khương Dừa là từ lúc đó. À thì ra vậy. Mà sao đi qua đi lại đi cây cầu Dừa đó hoài là Khương Dừa. Cầu Dừa nó ô nhiễm á. Đây là có Thiên Hạ Official này, giải thích tại sao bữa giờ subscribe tăng vọt từ 2.000 cho lên tới 5.000 là sao? Còn 3.000 nữa. Từ 3.000 lên tới 5.000 rồi rồi, 5.300 rồi. Chỉ có một clip duy nhất là đi bão mà coi con BD mà không mặc đồ thôi. Bây giờ em chỉ anh em làm YouTube rõ ràng cũng chia sẻ nhau về em chỉ anh đi. Ờ. Ví dụ như em mua view về tháng nhiều. Mua view nói đi chứ anh em mua. Mấy ngàn à. Mấy ngàn là mua mấy ngàn view hay là mấy ngàn đồng? Mấy ngàn yên. Em mua mấy ngàn tiền ha. Mấy ngàn tiền ha. Mấy ngàn tiền mà được nhiêu đó view ha.
À vậy đấy, mấy ngàn là được mấy ngàn view. Vậy là 1 triệu là được 1 triệu view hả? Ừ, dễ mà. Thì họ mua hết. Mua view dễ lắm. Sụp view. Rõ ràng nhịp nhịp view mở lên. Nhịp một mình hay nhịp hai mình? Đồng ác chuyên nghiệp không quay hai góc. Chúng mới cần. Mình phải đầu tư vậy chứ. Biết đâu ngày mốt kênh cả nét số 1 vươn ra thế giới. Với những trò chơi dân gian thì sao? Cái tên nó làm mấy chuyện đó được. Em chuẩn bị ông đang là cái mùa trăm nè. Em chuẩn bị đi kiếm mấy cây trăm ở dưới ven sông á. Bà ngoại đâm chém muối ớt lên tỉnh ngồi ăn cây trăm tỉnh. Ăn mấy cái vỏ tím lè luôn, vui lắm. Ăn hôm lại bữa thơ đi, vui lắm. Anh đang nói mà cái châm, nó làm cái mẹ vậy đó. Cái châm đó là cây mực hồi xưa, cái trái mực em biết không? Là nó đó, cái trái châm đó. Trái châm ăn được, còn trái mực không ăn được. Cái trái mực mà bóp ra thì hay ném mấy thứ. Trái nhỏ, y sen nhỏ xíu à. Còn cái châm ăn chắc chát là khác. Tơi á. Giận gì không kêu à, trái mùng tơi á. Trái mùng tơi nó, trái mùng tơi nó, trái mực. Trái mùng tơi. Đâu? Không. Cái vụ đó cũng tranh cãi nha. Cái đọt chùm bao có là một số nơi kia là đọt chùm bao à. Số nơi kia là đọt nhãn đồng. Chùm bao đó là cái trái màu đen mực mực đúng không? Không phải, cái chùm bao mà nó có cái trái mà lưới nó bọc ngoài trong cái nó sống nó màu xanh mà nó chín nó màu vàng à, bớt ra nó giống như hồng nhí trong nhà ăn á, còn ngọt. Đó là trái chùm bao à. Mà anh dưới anh thì nói là trái chơi chùm bao, còn có một số người nói là đọt nhãn đồng mà ăn cái đó ngủ im á. Vậy hả? Ai mất ngủ ăn cái đó. Nó có giống như một cái màn trắng ngoài lưới. Cái đọt chùm bao đó mà em luộc lên ăn với lại mắm nêm là thôi. Tùy theo sở thích. Chùm bao. Có người ăn mắm nêm, có người ăn nước mắm. Tương đấy, chùm bao. Chùm bao nó là thuốc không ta? Ăn lên thuốc. Sao cái này về là Long Hải? Cách thứ hai này về. Tổng thống về cuối tuần cho về nhé. Cho về thì về nhà, thằng nào có dưới quê thì cũng thích về thì cứ về alo thôi. Về và rủ chung về nè. Về quay chung. Thì tôi nghỉ về thì tôi về, nếu mà tôi về còn ông không nghỉ thì cuối tuần cũng về vậy thôi. Thôi tôi kiếm cho về vậy. Về quay chung thì vô. Thì má thiện một mình đấy, vô như ngôi nhà đó. Nhà đó sợ chết mẹ. Bữa ông anh về, em ông anh bạn gái á, dẫn theo hai người lính làm quán cà phê nhận xong. Cái tối thằng em trai của em dẫn 12 giờ đêm đi vô. Em với gái đứng dưới coi xe thôi. Rồi thằng em trai em dẫn ông lên. Đi vô 12 giờ đêm vô á, đi ngang qua mấy cái bàn thờ cúng rồi có gạo, có kẹo, có ấy. Mà nhà đẹp lắm. Bùa lục. Người ta vô cầu siêu á. Nhà đó. Nhà quay ballet đó, ở Long Hải đó. Cái nhà đó anh biết của nhà của ai không? Nhà đó là nhà của ông chú Hỏa. Chú Hỏa ở... Mà ông chú Hỏa đó là người sáng lập ra Sài Gòn cho đó. Ghê không? Dầu chú Hỏa đó biết mà. Dầu cái xù mà bảo tàng mỹ thuật giờ ngoài gần nhất là của ông đó. Người sáng lập ra Sài Gòn cho lớn. Tàu Phá ghen. Dạ. Tích chú Hỏa nghe nhiều. Giờ anh nói em nè. Tại sao người ta kêu là dân Ba Tàu? Biết không? Hồi đó đi ba tàu di cư qua đây. Nó đúng hả? Đúng rồi. Có ba tàu kéo nhau qua đây. Giờ nghe kêu dân Ba Tàu biết không? Em tưởng là Ba Tàu kia nọ. Ba Tàu. Thật sự là người ta di cư được. Không phải di cư mà là dân Ba Tàu là ngày xưa là đánh các nước này đánh với nhau á. Ví dụ như trong một cái Trung Quốc chưa thống nhất thì nó có nhiều nước. Đánh nhau thì cứ là thua. Thì cái ba chiếc tàu chạy vô đông đó có một ông là anh không biết hai ông tên kia nha, nhưng mà ông là Mạc Thiên Tích á. Mạc gì? Mạc Thiên Tích á. Mạc Thiên Tích là ông khai phá ra Hà Tiên bây giờ đó. Hà Tiên lăng mặt cũ đó là ông đó là người Hoa đó. Là có nhà là ba chiếc tàu chứ hai ba ông, ba chiếc tàu của những phiến quân đó. Chạy từ Trung Quốc qua đây cặp vô dưới Kiên Giang dưới đúng không, đầu mới thành lập cộng đồng người Hoa. Bởi vì ở cái xứ Cà Mau á, hoa nhiều là vậy đó. Nó cặp vô Kiên Giang mà nó xứ Cà Mau. Nó cặp rồi bắt đầu mình khai phá rồi di dân ở. Vô Hà Tiên xong rồi khai phá Kiên Giang rồi trẻ. Di dân ở 50 đứa con Cà Mau, 50 đứa con lại ở Kiên Giang. Đúng rồi. Có luôn. Có luôn. Nghe quen. Trong nhật khói hả? Sự tích cơ khai phá dạ. Có nói gì ta? Rồi Nhật ở Cần Thơ biết ai khai phá ra Cần Thơ không? Ở Cần Thơ có biết ai khai phá ra Cần Thơ không? Khai phá Cần Thơ hả? Ừ.
Rồi ông lời ông em không cần gì hết, chỉ cần thơ thôi. Chứ ông cần bà thơ. Anh nói em, anh giờ anh thí dụ anh hỏi tụi em nè, vừa bước qua cầu Sài Gòn đầu tiên là con đường tên gì? Điện Biên Phủ. Đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đường trái thôi. Nguyễn Hữu Cảnh. Mà tại sao là đặt như vậy? Có nguyên nhân gì đặt như vậy? Vừa bước qua cầu Sài Gòn đường Nguyễn Hữu Cảnh đầu tiên, thấy không? Ông Nguyễn Hữu Cảnh là người xưa là gì? Vô khai phá cái đất Sài Gòn đầu tiên. Có không? Nguyễn Cảnh vậy. Ồ, chúng ta có thêm kiến thức mới nha. Em nói lại lịch sử đi. Nguyễn Cảnh là ngày xưa là tạo dựng các thành phố lớn. Là anh không nhớ lúc đó ổng là chỉ là tướng gì thôi. Lời nhận cái chỉ của vua là vô khai phá đất trong miền Nam này. Mà vua thời đó còn mới vua Bảo Đại đúng không? Cái thời mà chiến tranh thời bằng vua. Bà Tâm đeo tai phone cho bà Tâm nghe con nói, nãy giờ con nói gì nữa lại coi. À. Rồi, một buổi sáng anh em ngồi trà đạo, tâm sự, chia sẻ kiến thức ngày nay. Bà Tâm sao? Từ văn hóa, ẩm thực, du lịch cho đến lịch sử. Chính trị, kinh tế. Vĩ mô. Những cái tầm vi mô và vĩ mô. Nghe tâm nó xạo. Từ bán vé số cho tới đi ngủ ngoài đường, hay là từ những cái câu chuyện cuộc sống, tạo những cái giá trị cuộc sống như thế nào để cho những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn. Và nhất là đến hôm nay chúng ta chuẩn Phúc Trường và anh Bùi Đức Tâm rơi vào, từ ngày mai trở vào con đường khó khăn rồi. Hy vọng những bài học này sẽ giúp ích cho hai anh em để trang trải cuộc sống. Mọi người hãy nhớ ủng hộ cho kênh Góc Nhà TV và cả Na Xí Mội nha, để bắt đầu tiếp tục phát triển con đường YouTube của anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe nữa kênh của Beta Beta nhé. Ok. Còn thiên hạ official thì giờ nó có 5.000 sub rồi, nó không cần anh em sub. Không, không cần nữa, tại vì mọi người sub qua bên anh em có điều kiện, có kinh tế, có mua view. Mua view rồi. Mua view cho nên là không có cần anh em. Thiên hạ official bạn ngồi nhịp chân cái lên 5.000 sub thôi. Hy vọng là mọi người subscribe cho hai anh em tớ thôi. Ha, bye bye. Các bạn nhớ đón xem clip về quê câu cá, nướng cá như thế nào nhé. Ừ, mai mốt sắp tới Góc Nhà sẽ trở về quê hương là Lạng Biển, Long Hải, Phước Tỉnh. Sẽ cho mọi người thấy là cảnh đánh cá như thế nào ha. Bye bye.